For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý. Lý Hải tự thử thách bản thân làm phim chữa lành, tiết lộ thể loại mới mẻ cho phần phim Lật Mặt tiếp theo, nhưng đạo diễn Lý Hải cho biết sẽ tạo ra một bộ phim chữa lành mang thông điệp gia đình rất khác biệt. Mới đây, ekip sản xuất series phim Lật Mặt cùng đạo diễn Lý Hải, nhà sản xuất Minh Hà đã có buổi giới thiệu chính thức phần Lật Mặt 7, một điều ước cùng dàn diễn viên góp mặt trong phim. Trong đó, đạo diễn Lý Hải là nhân tố thu hút nhất, được ví như linh hồn của thương hiệu phim Lật Mặt, đã chính thức giới thiệu những thông tin đầu tiên về phần mới của mình. Theo nam đạo diễn chia sẻ, phần phim mới sẽ thuộc thể loại phim nhẹ nhàng, tình cảm hơn các phần phim trước. Đặc biệt nhất, thể loại phim cũng có sự khác biệt thú vị khi thuộc mô típ phim tình cảm gia đình, chữa lành, không còn nhiều yếu tố kịch tính, yếu tố hành động từng được xem là thế mạnh của đạo diễn trăm tỷ Lý Hải từ trước đó. Bản thân Lý Hải cũng tự nhận định có quyết định liều lĩnh khi chọn thể loại phim chữa lành và ví đây là thử thách rất lớn của anh cũng như các thành viên trong đoàn phim. Lý Hải công bố một vai chính trong dàn cast hùng hậu của Lật Mặt 7. Về chuyện phim Lật Mặt 7, một điều ước được Lý Hải lấy cảm hứng từ chính gia đình của mình và phác thảo sơ bộ từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Gần đây, nam diễn viên mới hoàn tất những công đoạn cuối cùng của kịch bản vào đúng thời điểm thích hợp nhất để thực hiện. Bản thân Lý Hải cũng tiết lộ một điều ước tên của Lật Mặt 7 cũng chính là mơ ước của mình, mong đợi về đứa con tinh thần sẽ không chỉ là hòa vốn như các phần phim trước mà có lời. Nói về cái tin một điều ước, Lý Hải cho biết muốn gửi gắm vào đó niềm hạnh phúc, sự mãn nguyện khi ước một điều gì đó và nó trở thành sự thật. Bên cạnh chuyện phim, đạo diễn Lý Hải cũng cho biết bối cảnh của phần phim thứ 7 cũng sẽ được dàn dựng hoành tráng hơn hẳn 6 phần phim trước khi trải dài từ Nam ra Bắc lên rừng xuống biển. Khán giả xem phim sẽ được nhìn thấy một Sài Gòn rất lạ, một Hà Nội rất khác, chỉ núi non với những cánh rừng bạt ngàn đến những làng chài của dân biển đa dạng nhưng rực rỡ sắc màu. Bà xã Lý Hải, nhà sản xuất Minh Hà cũng tiết lộ đã ký duyệt cho chồng đầu tư những bối cảnh khủng tiếp tục dựng rồi phá có kinh phí hàng tỷ đồng. Với vai trò nhà sản xuất, Minh Hà bày tỏ luôn cố gắng đầu tư tạo ra những khung hình đẹp, sinh động, mang đến trải nghiệm xem phim tốt nhất, cũng như góp phần quảng bá thêm cho văn hóa du lịch của đất nước. Cuối cùng, Lật Mặt 7, một điều ước cũng chính thức công bố dàn cast chính, phụ khá hùng hậu lên tới 15 diễn viên gồm những cái tên như nghệ sĩ ưu tú Thanh Hiền, nghệ sĩ Mạnh Dung, Trương Minh Cường, Minh Khuê, Thanh Dậu, Đinh Y Nhung, Thanh Thức, Trần Kim Hải, Tiết Cương, Quách Ngọc Tuyên, Trâm Anh, Lê Thu, Thái Vũ, Siri, Bảo Tiên, Đắc Tiến. Trong đó, Lý Hải gây sốc với truyền thông khi chỉ công bố đúng một cái tên đảm nhận vai chính trong phim là nghệ sĩ ưu tú Thanh Hiền trong vai bà mẹ. Ngoài ra, nam đạo diễn tiết lộ các diễn viên còn lại đóng vai trò là con của nữ chính. Cuối cùng, không thể thiếu là sự góp mặt của Lý Hải khá khiêm tốn trong dàn cast với vai anh hàng xóm. Hiện các diễn viên Lật Mặt 7, một điều ước đã hoàn tất quá trình đọc kịch bản, tập thoại, chuẩn bị cho vai diễn trước ngày chính thức bấm máy vào ngày 12 tháng 12 năm 2023. Bộ phim dự kiến có thời gian quay kéo dài 45 ngày, đóng máy trước Tết Nguyên đán 2024. Phim chính thức ra rạp vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2024. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.